Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Đình Nhung cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lực thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Mỹ và Liên minh Âu Châu cho rằng quân đội Nga phải đảo tránh Putin vì họ đã lừa gạt ông ta về khả năng quân sự. Nga tăng cường bắn phá thành phố Chernihiv của Ukraine để trả thù cho hai tiểu đoàn biệt kích. Mỹ viện trợ bổ sung 500 triệu Mỹ Kim cho Ukraine, tiếp cứu khẩn cấp cho quân đội Ukraine. Thủ tướng Anh Boris Johnson thúc giục các quốc gia gia tăng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Nga tung điện tặc xâm nhập vào mạng lưới của NATO. Hồng thập tự quốc tế lên án sự tàn bạo của người Nga. Và sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Mỹ và Liên hiệp Âu Châu cho rằng quân đội Nga phải đảo tránh Putin vì họ đã lừa gạt ông ta về khả năng quân sự. Hôm thứ Tư 30 tháng 3, một số quan chức Mỹ và Liên hiệp Âu Châu cho biết ông Putin đã bị lừa về khả năng hoạt động của quân đội Nga ở Ukraine. Kate Bedingfield, giám đốc truyền thông tại Tòa Bạch Ốc, nói với các phóng viên hôm thứ Tư, "Chúng tôi có thông tin rằng Putin cảm thấy bị quân đội Nga lừa dối. Điều này đã dẫn đến căng thẳng dai dẳng giữa Putin và giới lãnh đạo quân sự của ông ấy. Chúng tôi tin rằng Putin đang bị các cố vấn của ông ấy đưa ra các thông tin sai lạc liên quan đến hiệu quả hoạt động của quân đội Nga tồi tệ như thế nào và nền kinh tế Nga đang bị tê liệt ra sao bởi các lệnh trừng phạt vì các cố vấn cấp cao của ông ấy quá sợ hãi khi nói với ông ấy sự thật." Bà nói thêm, "Vì vậy, ngày càng rõ ràng rằng cuộc chiến của Putin là một sai lầm chiến lược khiến nước Nga suy yếu hơn về lâu dài và ngày càng bị cô lập trên trường thế giới." Theo Reuters, một nhà ngoại giao cấp cao của Liên hiệp Âu Châu ủng hộ quan điểm của Bedingfield, cho rằng đánh giá của Mỹ phù hợp với suy nghĩ của Âu Châu. Putin nghĩ rằng mọi thứ lẽ ra phải diễn ra tốt hơn. Đó là vấn đề khi bạn bao quanh mình với những người đàn ông chỉ biết nói vâng, hoặc chỉ ngồi với họ ở cuối của một chiếc bàn rất dài, nhà ngoại giao nói. Hai nhà ngoại giao Âu Châu cho biết quân đội Nga đã tham gia một cuộc tập trận trước cuộc xâm lược Ukraine, nhưng cuối cùng phải gia hạn nhiệm vụ của họ vì mọi sự diễn ra không như mong đợi. Các binh sĩ đã bị lừa, được huấn luyện tồi và sau đó đến Ukraine để chỉ thấy những phụ nữ Ukraine già nua, trông giống như bà của họ, đang mắng họ hãy cút về nhà. Một trong những nhà ngoại giao nói thêm, "Hiện tại, chưa có những dấu hiệu cụ thể cho thấy một cuộc nổi dậy trong quân đội Nga sẽ sớm xảy ra, nhưng tình hình là không thể đoán trước và các cường quốc phương Tây hy vọng rằng những người không vui sẽ lên tiếng", nhà ngoại giao cấp cao Âu Châu nói với Reuters. Hàng tướng tá Nga chắc chắn không chờ Putin đến bắt từng người một. Họ sẽ phải hành động để cứu lấy bản thân. Nga tăng cường bắn phá thành phố Chernihiv của Ukraine để trả thù cho hai tiểu đoàn biệt kích. Bất chấp tuyên bố giảm áp lực chiến tranh tại phía bắc thành phố Kiev, trong khi các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra, Nga đã bị cáo buộc tăng cường bắn phá thành phố Chernihiv của Ukraine bị bao vây. Ông Vladislav Achoshenko, thị trưởng Chernihiv, cho biết người Nga đã nói dối và họ đang tiếp tục tấn công thành phố của ông. Ông nói với CNN, "Họ đang nói rằng giảm cường độ, nhưng họ thực sự đã tăng cường độ của các cuộc tấn công." Một ngày trước đó, hai tiểu đoàn biệt kích Nga và chỉ huy của lữ đoàn biệt kích 200 đã bị hy sinh vì tham vọng điên cuồng của Putin gần thành phố Kharkiv. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết như trên. Trong các trận đánh gần Kharkiv, lữ đoàn biệt kích 200 của quân Nga đã mất hai tiểu đoàn và tư lệnh của lữ đoàn này là đại tá Denis Kurilo đã thiệt mạng. Tổn thất của lữ đoàn 200 lên tới 1.500 quân. Các quan chức Ukraine cho biết, các khu vực ngoại ô của Kiev cũng tiếp tục diễn ra hoạt động tàn phá, mặc dù người phát ngôn Bộ Quốc phòng cho biết đã có một số dấu hiệu cho thấy quân đội đang di chuyển khỏi hai thành phố. Các hãng thông tấn Nga đưa tin,
Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng của họ đang tập hợp lại gần Kiev và Chernihiv để tập trung vào các khu vực quan trọng khác và hoàn thành việc giải phóng khu vực ly khai Donbass. Quân đội Ukraine cho biết quân đội Nga cũng đang tăng cường các cuộc tấn công xung quanh thành phố Izium ở phía đông và khu vực phía đông Donetsk sau khi bố trí lại một số đơn vị từ các khu vực khác. Thống đốc khu vực Donetsk, ông Pavlo Kirilenko, cho biết các lực lượng Nga đang nã pháo vào gần như tất cả các thành phố dọc chiến tuyến, ngăn cách lãnh thổ do chính phủ Ukraine kiểm soát với nước Cộng hòa Donetsk tự xưng ở phía đông. Mỹ viện trợ bổ sung 500 triệu Mỹ Kim cho Ukraine. Hoa Kỳ sẽ cung cấp 500 triệu đô la hỗ trợ ngân sách cho Ukraine. Tổng thống Joe Biden nói với Volodymyr Zelensky trong cuộc nói chuyện tối 30 tháng 3 hôm nay. Theo thông tin từ Tòa Bạch Ốc, hai nhà lãnh đạo đã nói chuyện qua điện thoại trong gần một giờ đồng hồ về những nỗ lực không ngừng của Mỹ và các đồng minh nhằm cung cấp hỗ trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo cho Ukraine. Một tuyên bố của Tòa Bạch Ốc đọc, các nhà lãnh đạo đã thảo luận về cách Hoa Kỳ đang làm việc suốt ngày đêm để đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ an ninh chính của Ukraine, những tác động quan trọng mà vũ khí này đã gây ra đối với cuộc xung đột và nỗ lực tiếp tục của Hoa Kỳ với các đồng minh và đối tác để xác định các khả năng bổ sung để trợ giúp quân đội Ukraine bảo vệ đất nước của mình. Ngoài ra, Tổng thống Biden thông báo với Tổng thống Zelensky rằng Hoa Kỳ dự định cung cấp cho chính phủ Ukraine 500 triệu Mỹ Kim viện trợ ngân sách trực tiếp. Ông cũng xem xét các biện pháp trừng phạt bổ sung và hỗ trợ nhân đạo được công bố vào tuần trước. Tổng thống Zelensky đã cập nhật cho Tổng thống Biden về tình hình đàm phán của Ukraine với Nga. Zelensky cho biết, ông đã nói chuyện với Biden về hỗ trợ phòng thủ cụ thể và một gói biện pháp trừng phạt tăng cường mới. Tiếp cứu khẩn cấp cho quân đội Ukraine. Quân đội Ukraine đang cạn kiệt dần nhân lực và khí tài chiến tranh. Ông Oleksiy Arestovych, cố vấn của Văn phòng Tổng thống cho biết, tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine trong cuộc chiến Nga-Ukraine được coi là đáng kể. Ông nói, tất nhiên chúng tôi có những con số này. Tôi biết gần như chính xác, nhưng tôi sẽ không nêu lên cho đến khi chiến tranh kết thúc. Chúng tôi đang chịu tổn thất, và con số là rất đáng kể. Tổn thất của chúng tôi nhỏ hơn nhiều so với những tổn thất của Nga, nhưng tổn thất của chúng tôi không hề nhỏ. Và mỗi quân nhân sẽ được ghi nhận, mỗi người trong số họ sẽ vẫn còn trong ký ức của chúng tôi, và mỗi gia đình sẽ được bảo đảm về danh dự và cả sự giúp đỡ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần cho biết đất nước ông ngay trước cuộc xâm lược của Nga đã không có đủ các phương tiện tự vệ và trong một tháng qua đang cạn kiệt dần. Đáp lại, phát ngôn nhân ngũ giác đài Thiếu tướng John Kirby cho biết, trong 24 giờ qua, 6 chuyến hàng đầu tiên trong số khoảng 30 chuyến hàng hỗ trợ an ninh cho Mỹ đã đến Ukraine. Kirby nói, các khí tài đang được đưa vào khu vực mỗi ngày, kể cả trong 24 giờ qua. Theo CNN, Kirby cho biết Mỹ đang ưu tiên các loại vật liệu mà chúng tôi biết rằng người Ukraine cần nhất, bao gồm cả các hệ thống chống thiết giáp và phòng không. Ông cũng cho biết máy bay không người lái Switchblade đã hứa với Ukraine sẽ bắt đầu được vận chuyển tương đối sớm. Theo ngũ giác đài, chưa đến 20% lực lượng Nga đóng quân xung quanh Kiev đang được bố trí lại. Nhưng không có khả năng những binh lính này sẽ rút khỏi Ukraine và thay vào đó họ dự kiến sẽ được tiếp tế và triển khai lại. Theo phát ngôn viên ngũ giác đài John Kirby, một số binh sĩ Nga có thể sẽ được chuyển đến Belarus và nhóm lính đánh thuê Wagner đã triển khai khoảng 1.000 chiến binh đến khu vực Donbass của Ukraine. Theo một cuộc thăm dò của Reuters và Ipsos, được hoàn thành vào ngày hôm qua 30 tháng 3, 55% người Mỹ lưỡng đảng đồng ý với việc gửi thêm lực lượng cho các đồng minh NATO trong khu vực. Hôm qua, ngũ giác đài cũng thông báo sẽ gửi thêm binh lính và thiết bị quân sự tới các đồng minh của NATO ở Âu Châu, cùng với 200 nhân viên bổ sung sẽ tới Đông Âu, trong đó có Litva, hay còn được gọi là Lithuania. Không có quân đội nào sẽ được gửi đến Ukraine, phù hợp với những nhận xét trước đó của ông Biden về việc không có lực lượng Mỹ nào đến nước này. Hiện Hoa Kỳ có hơn 100.000 quân ở Âu Châu so với 80.000 quân trước khi Nga xâm lược Ukraine.
Bộ Thương mại Mỹ hôm nay xác nhận thêm các máy bay gần đây đã bay đến Nga. Họ có thể đã vi phạm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Bộ Thương mại Mỹ hôm thứ Tư đã bổ sung danh sách 73 chuyến bay gần đây đã bay đến Nga vào danh sách các chuyến bay được cho là vi phạm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, như một phần của lệnh trừng phạt của chính quyền Biden đối với cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Các hãng hàng không có liên quan đến các chuyến bay này sẽ bị phạt rất nặng. Thủ tướng Anh Boris Johnson thúc giục các quốc gia gia tăng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Thủ tướng Anh Boris Johnson nói rằng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga nên gia tăng cho đến khi Nga rút hoàn toàn khỏi Ukraine. Trong cuộc điều trần tại Quốc hội hôm 30 tháng 3, Thủ tướng Johnson nói rằng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt G7 trong trường hợp Nga ngừng bắn sẽ đi thẳng vào vở kịch của Vladimir Putin. Thủ tướng Johnson nói thêm, quan điểm của tôi là chúng ta nên tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với một chương trình kéo dài cho đến khi binh sĩ cuối cùng của ông ta ra khỏi Ukraine. Ông lưu ý rằng, chính phủ Anh đang xem xét việc tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine. Thủ tướng Johnson đã loại trừ việc trao cho Ukraine quy chế tương đương điều 5 của NATO, cho rằng một cuộc tấn công vào một thành viên là một cuộc tấn công vào tất cả. Thay vào đó, Johnson nói rằng Ukraine sẽ được hưởng lợi từ khái niệm an ninh dựa trên ý tưởng răn đe. Nói một cách khác, Johnson chủ trương không đưa quân NATO vào Ukraine, nhưng viện trợ quân sự tối đa cho Ukraine để cho Nga thấy rằng Ukraine có khả năng tự bảo vệ mình với sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế, và như thế người Nga sẽ rút lui. Điện tặc xâm nhập vào mạng lưới của NATO. Theo Reuters, các điện tặc Nga gần đây đã cố gắng xâm nhập vào mạng lưới của NATO và quân đội của một số quốc gia Đông Âu. Nhóm phân tích các mối đe dọa của Google cho biết trong một báo cáo được công bố hôm thứ Tư rằng các điện tặc Nga gần đây đã cố gắng xâm nhập vào mạng lưới của NATO và quân đội của một số nước Đông Âu. Báo cáo không cho biết quân đội nước nào đã bị nhắm mục tiêu trong những gì được Google mô tả là một chiến dịch lừa đảo thông tin do một nhóm có trụ sở tại Nga có tên là Code Driver hoặc Callisto phát động. Báo cáo cho biết, các chiến dịch này được gửi bằng tài khoản Gmail mới được tạo đến các tài khoản không phải của Google, do đó tỷ lệ thành công của các chiến dịch này là không thể xác định. NATO không đưa ra bình luận ngay lập tức về báo cáo này. Nga đang chịu các lệnh trừng phạt kinh tế nặng nề của phương Tây sau quyết định xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Họ thường xuyên phủ nhận cáo buộc thực hiện các cuộc tấn công mạng nhằm vào các mục tiêu của phương Tây. Vào năm 2019, công ty an ninh mạng F-Secure Labs của Phần Lan đã mô tả Callisto là một tác nhân đe dọa với các thủ đoạn tiên tiến và khó xác định. Callisto quan tâm đến việc thu thập thông tin tình báo liên quan đến chính sách đối ngoại và an ninh ở châu Âu. Báo cáo hôm thứ Tư của Google khẳng định, nhưng không nêu chi tiết, rằng Callisto cũng nhắm mục tiêu đến một trung tâm tình báo của NATO. Trong một tuyên bố, trung tâm này không đề cập trực tiếp đến báo cáo của Google, nhưng cho biết, chúng tôi nhận thấy hoạt động mạng độc hại hàng ngày. Hồng thập tự quốc tế lên án sự tàn bạo của người Nga. Ủy ban Hồng thập tự quốc tế gọi tắt là ICRC xác nhận rằng nhà kho bị hư hại ở Mariupol là một địa điểm mà họ đang phân phối các thiết bị y tế cho bệnh viện. Tuy nhiên, ICRC đã không phân phối nguồn cung cấp từ nhà kho đó kể từ ngày 15 tháng 3 vì cường độ giao tranh và không có thỏa thuận nào đạt được giữa hai bên để cho phép hỗ trợ nhân đạo diễn ra an toàn. ICRC cho biết họ lo ngại rằng các vật phẩm được sử dụng để cứu trợ nhân đạo đang bị nhắm mục tiêu và kêu gọi các bên làm mọi thứ trong khả năng của mình để tránh xác định các mục tiêu quân sự trong hoặc gần các khu vực đông dân cư và bảo vệ dân thường trước tác động của các cuộc tấn công. ICRC cho biết, nhưng điều chúng tôi phẫn nộ nhất là tình hình nhân đạo tổng thể ở Mariupol và những đau khổ không ngừng gây ra cho dân thường sống ở đó. ICRC cho biết trong một tuyên bố, mọi người bị mắc kẹt, không có cách nào ra khỏi thành phố an toàn và họ đang thiếu những điều cơ bản cần thiết cho sự sống còn của họ. Điều này phải thay đổi.
Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.